Xưa nó có được cái trung tâm bảo vệ quốc gia, trường chiến tranh chính trị quốc gia nằm Đà Lạt, viện đại học lớn nhất miền Nam nằm Đà Lạt, rồi cái trung tâm mà pháp ngữ của văn miền Nam học, trung tâm văn hóa giáo dục văn hóa, rồi cái trường chiến tranh chính trị của quốc gia nằm Đà Lạt, rồi viện nghiên cứu hạt nhân của Đông Nam Á nằm Đà Lạt, mình đang giữ những cái trang nghiên cứu hạt nhân, căn đầu tiên của thụy sĩ sản xuất đem qua Việt Nam thì mấy ông đang đi bán phế liệu, thêm cái dòng đời mới kỹ thuật số digital ra dục hình đó, nói với bạn có những cái câu chuyện mà nhưng mà cái cách anh đi để tìm đó, ngày xưa nó là một đồ thị sĩ không nha, ngày xưa nó là một cái vật trang sức và cái chuyện đó là cái tay chỉ đồng hồ nữ nó khác đồng hồ nam là gì, là vì nó phải làm rất khó mới ra cái đồng hồ đó, vì bản sang sợi dây nó sợi dây chuyền nhé, mà nó vàng mà vàng hoặc là vàng ròng hết đó. Những cái này là phải lên dây, lên dây nó mới chạy đó. Ngày xưa đồng hồ là một cái vật trang sức, những cái vật dụng ngày xưa đó, mà đó những người nữ mà chị có thấy những cái này những cái đó, em để cái tay em vô thử coi, em đeo vô thử coi đó, thì em thấy rồi nó khác luôn đó. À, nhìn cái tay của con gái là nó đẹp như con gái, bởi vì ngày xưa những nhà thiết kế của thụy sĩ fit mát là nó tính tới cái bản thân đó là một cái vật trang sức rồi, cho nên những cái đồng hồ nữ mình đang lưu giữ tổng cộng cỡ chừng 2000 cái, thì hồi đó con tay Hà Nội luôn, nó xong người Đà Lạt nổ thế mình sắt cho nó đếm rồi đếm tay và cái vẫn còn đếm nữa, thì ý mình nói vậy nè, muốn hiểu tại sao sẽ tâm được đó, tại vì người ta nói đúng là những đam mê đó. Con đường đi mà cứ tích tiểu thành đạo từ ngày này qua tháng kia thì tổng cộng là 28 năm làm ra một cái tài sản như vậy, bắt đầu từ lúc đó anh là năm dấn thân vô cái năm 92 thì hồi xưa nghèo lắm, nhưng mà đến bây giờ thì mình mới hiểu ra một điều là mình khuyên thế hệ trẻ là mình nghèo phải giỏi, giỏi chưa đủ mình phải dấn thân rồi mình làm đủ thứ ngành nghề, rồi bắt đầu mình theo cái tư duy là mình mua được cái đồng hồ, mình bán được cái đồng hồ này thì mình lấy cái tiền đó mình mua được 5 cái đồng hồ về mình cất, 5 cái đồng hồ bán ra mình lấy số tiền đó mình mua được 10 cái đồng hồ, tới lúc nào đó mình quyết không bán nữa là vì là cái bộ sưu tập rồi, tức là mình theo kiểu như phản ứng dây chuyền á, không thể nào mà nói mình mua rồi mình cứ giữ được, cũng lúc phải bán, nhưng mà bán xong lấy tiền đó đầu tư mua lại, cho nên trong cái giá trị mà khuyên những người đi sâu là nói không giàu phải giỏi, có nhiều người giàu chưa chắc họ đã chơi được, vì họ không hiểu cảm xúc của một cái cuộc chơi. Bây giờ mình đem từng món ra mình nhắc là mình kể câu chuyện, bây giờ không kể câu chuyện người ta nghe hay. Đây. Cái là mình không có kỷ niệm nữa. Cái đồng hồ. Nó là cái gì ra? Hồ quẹt. Hồ quẹt cổ.
Ở đây cái món mà ít năm nhất là cái chuyện làm mình. Nó thường thường nó tới tuổi cổ vật rồi. Đồ Đà Lạt xưa nó tầm 7-80 năm, tiêu chí là 100 năm mới là cổ vật. Nhưng có những cái món nó mang tính chất văn hóa của một vùng miền, ví dụ Đà Lạt. Khi hình thành phát triển thì châu Âu trước 1954 thì nó mới không còn đầu tư nữa. Sau 54 thì Mỹ vô thì nó còn thời pháp nó đầu tư. Thì so với bây giờ nó mới có 70 năm thôi. Có nhiều món nhưng mà nó vẫn tính là đồ cổ. Là vì sao người ta không thể cứng nhắc cái tiêu chí trăm năm, bởi vì bản thân cái vùng miền á, Đà Lạt nó khó được cái ưu đãi là trong Âu nó đầu tư những cái giá trị văn hóa. Riêng cái này ví dụ như đây cũng là một kỷ niệm nữa. Sơn son thép vàng, mình thấy có một cái tay đó dắt một bao lát đi vô phế liệu, cái cũng linh tính mình chặn lại, mình hỏi ra anh đâu vậy, nói gì bán, dở ra mình coi mình hỏi vô đây là ông hộ pháp, đồng sơn son thép vàng, coi như lớp rồi bạn cầm được nó rất là giá trị, nó sắp đi bán phế liệu. Mà vô phế liệu là ta sẽ nhập. Cho nên mình hỏi là thôi để mình chuộc. Thì mình mua cái này cách đây là 26 năm thì là 1.6 triệu. Nếu mà bán phế liệu nó bán 100 ngàn. Nhưng mà khi thấy mình cần thì nói bây giờ nếu ông bán mua tôi bán 1.6 triệu. Còn nếu không tôi bán phế liệu cho nó đặt cũng được. Nhưng mà ông dân sưu tâm thì phải vậy. Mình phải mua cái này là mình phải 2 tháng tiền nợ. Mình đưa nó 1 triệu, còn 600 ngàn là mình phải đi xây sở này nọ. Bắt đầu mình trả 2 tháng xong. Nhưng mà cái tượng này á thì đã có 3 người tới mua rồi, họ tới họ thỉnh, mình bước đầu mình kêu là 50 triệu, họ đồng ý, họ đưa mình 10 triệu tiền công, xong cái tuần sau sắp tiền tới cái đầu nhất, mình cũng nhức đầu cũng mưng lên, mình mới hiểu mình sao nó kỳ, không bây giờ trả lại tiền công, đầu nhất rồi, cái đầu mình nhức, ông xây tiền đầu cũng nhức luôn, đầu mưng mưng vậy, tự nhiên là hai người cùng bị nhức đầu rồi, ông mới nói thôi bây giờ ông chịu mất tiền công, thôi mình nói thôi, mình gỡ lại không được. Là vì ông không mua nữa. Nhưng mà thiệt ra là cái đầu mình có nhất. Hai lần sau cũng giống vậy. Hai lần sau mà mình kêu giá tới 300 triệu luôn. Mình nói cho họ không mua nữa, nó vẫn đẹp. Và cuối cùng vẫn bị nhức đầu. Cuối cùng với mình hiểu gì là những cái gì mà nó có cái tâm linh, nó gắn bó. Nó ngày xưa nó được tìm chuột ở trong cái lực. Nếu không thì đặt. Nên bây giờ nó như là một cái vật mình. Nếu mà mình không quyến luyến, không giữ gìn nó thì mình đưa đi thì chắc là cái gia trang sự nghiệp cũng như cái kim người ta kêu tâm linh nó là cái vong mình không ai ok. Cho nên thiệt ra mình không phải nói mình là cái người không sẻ mà là người trong tổ chức, nhưng mà mình sống có lý tưởng, mình người ta nói mình vô đảng thì mình cũng muốn đòi hỏi công bằng cho xã hội, mình hay phát biểu đòi hỏi cái dân trí là những cái vấn đề mà bức xúc của xã hội mà do những cái bất công tham nhũng ở tại này, mình vẫn đứng lên đại diện cho dân được cái tổ dân phố này mình nói. Nhưng mà ý mình nói là những cái vật dụng như là một cái minh họa, tại vì bạn hỏi là có những kỷ niệm nào thì đó là những kỷ niệm nó theo suốt cuộc chơi của mình. Thôi thì nếu ai thích em cầm thử lắm, chị cầm ra lấy thêm. Rồi đây là cái món này. Nếu ai tin thì phải hiểu đây là một món đồ gốm sứ. Gốm này là gốm cây mai ha? Gốm Biên Hòa xưa chứ nha. Nhưng mà cái món này á, nói về giá trị lịch sử á, nó không bao nhiêu tiền hết. Nhưng mà món này nó ông lập. Cái ngày mình mới vô nghề á, có một cái tay đồ cổ trả công cho mình bằng cái ông này. Lẽ ra đưa mình 20 ngàn mình cũng lấy cái đứa ông này. Thì ông này cũng có một cái thôi bây giờ chạy câu chuyện. Tức là nó hoàn toàn chính xác 100%. Tức là nếu bây giờ bạn, tôi nợ bạn 1 triệu nên tốn lên mai không có trả tôi nha, tôi cần số tiền đó, không trả là không được. Thì mình không còn cách gì thì rờ vô mặt ổng cái làm sao có người chịu. Suốt 28 năm nay là lúc nào cũng theo mình. Cho nên người ta nói trong cuộc đời có những cái khoa phiền bí thì giải mã được. Không hiểu tại sao nhưng mà đây là một cái điều rất là nên thi, là mỗi lần mình mắc nợ mình rờ vô là có một cái khoản gì đó. Ví dụ như bạn này mình nợ bạn này 2 triệu, bạn này nói chú Tuấn ơi mai chú trả cho con 2 triệu nha, thì mình cố xoay sở mà không ra nữa thì rờ với ổng thì tối có người tới học đờn. Ví dụ có một cái chị đó, chị tới cho học đờn, chị học đờn xong chị nói tuần chị quay lại chị học, nhưng mà thôi chị đóng tiền trước cho mình 2 triệu. Có một lần đây là nói thật luôn, mà có một cái ông Sài Gòn ông anh đặt con mình nợ ổng 10 triệu. Nên ổng bị mất giấy tờ, ổng bị móc túi, ổng nói thôi Tuấn anh ở đây 3 ngày em coi thanh toán cho anh 10 triệu, mà mình không còn cách, tại mình đánh đơn một đêm ở vũ trường thì đợi tới tháng mới có lương, mà lương của vũ trường thì chỉ có 4 triệu thôi. Giai đoạn đó cách đây khoảng 5 năm đó,
thì cái mình nó hư rồi, anh ở đây 3 ngày em trả. Thì bí quá, cuối cùng chưa lấy được tiền lương, bà chủ bà cũng đi Sài Gòn, cuối cùng rời vô đây mình sẽ đi mua tờ giấy số 94913. Thì cái tối đó thì đợi cái vũ trường, cái giờ giải lao lúc 10 giờ mình ra đứng phía trước đường mình hóng gió, thì thấy có cái cô bán giấy số đi ngang quắt dò chúng đúng 10 triệu. Cho nên mình nói với các bạn, cái này là cái gần như là huyền bí mà không hiểu tại sao không giải thích được, nhưng mà đây là có thật. Cho nên tại vì trong giới đồ cổ thì nó tin nhiều, nhiều người nói là ông thầy bói là ông nuôi ma xó, hay là ông thầy bói đó ông nuôi một cái nhãi gì đó mà nhìn vô là biết được cái hậu quả, hay biết được cái gia can người đó. Còn cái này thì mình không hiểu, thì đây là cái lọc người ta đem tới cho mình trong thâm tâm mình nghĩ thôi, mình không lấy 20 ngàn mình lấy cái lọc này. Thì mình chỉ nói là nếu mà trong quá trình con siêu tầm, nếu mà con gặp những cái gì mà mất chắc thì con phụ hộ con vượt qua, thì hầu như 28 năm nay là mình được giải mã tất cả. Cho nên nhiều người nói là vô nhà mà túng khùng hết, túng khùng rồi các đừng có lấy cái gì thôi giống mà đua được cái này. Nhưng mà mình nói một câu là nếu tôi cho bạn chưa chắc thì bạn đã đem cái bài bán cho bạn được. Tại vì hình như mỗi cái gì nó cũng có cái duyên cơ với một con người. Tại sao không chọn đại gia tỷ phú để đi sưu tầm đồ cổ cho là lạc, thì chọn một cái người nghệ sĩ nghèo như mình thì hình như là cái cuộc đời không bằng. Những người nghèo rất nhiều tài, mình rất nhiều tài, mình đủ thứ nghề hết rồi, mình phải có kiến thức rồi mình phải thuyết phục. Alo, có trúng thùng lừa lạc không? Không phải, tôi coi cái chứng kim khảo sát Việt Nam ngon không? 10 lần Hà Nội nó đang vô tôi coi hoài không thấy chán không hay lắm. Ông phát biểu rất tâm huyết cho cái tài khoản là xong nó chuyển lên 50 triệu. Thấy con số mình lên 50 triệu mình nói cho nhiều vậy đó, nó không tặng hồn người Hà Nội giàu lắm mà không có thằng Hà Nội nào yêu Hà Nội như tôi yêu rồi nè. Con cuốn phim cảm động muốn khóc luôn, tại thấy ông nghèo quá mà sao ông lý tưởng mà ông nói chuyện hay quá, ông nói chuyện mà hơn cả mấy thằng giáo sư tiến sĩ luôn, tại ông không cần giấy tờ chứ mà ông nói câu chuyện của ông móc ra móc ruột mà ông nói. Mà chúng tôi cảm thấy như tôi rất tự hào vì quen rồi đó. Cảm ơn Tuấn vì thông qua Tuấn mình là dễ thương hơn, và mình thấy là có một cái nguồn sinh ra những nhân vật là những con người mà rất nghèo nhưng mà được một cái ý chí nỗ lực và có cái tâm hồn, cái người ngoại đạo mà giữ được cái giá trị. Cái nếu hồi đó mà mình không biết tâm thì tay Sài Gòn bưng vô về Sài Gòn cũng bán hết rồi. Cho nên mình nói với mấy bạn là cái cuộc chơi đó, nhân duyên nó đưa đẩy, nhưng mà cái nghiệp lực của con người có kéo dài không thì mình cũng nỗ lực thiệt nhiều. Cùng với thậm chí là sự hy sinh của vợ con, bây giờ mang tiếng là tỷ phú nhưng mà hàng ngày phải cơm ăn gạo tiền, phải chạy đọt lo lắng mượn cưu mang. Thấy một cuốn sách cổ nhiều hơn, thấy một cuốn sách cũng phải moi về cho bằng được. Bùi Hiền đạo thì cuốn sách này ra, cuốn sách này là cuốn thầy mà nghĩ một tuần học tiếng thổ đó, những cái ngôn từ ngày xưa hoặc như cách đây là 70 năm rồi, những cái tiếng đó kinh cô đây ăn ở khéo hát tóc ba phi con đó, những cái bây giờ mới lại cố gắng áp đặt lại là thực ra nó 70 năm trước, những cuốn sách 70 năm trước nó đã nói rồi đó. Cho nên mình là cũng đa mang qua biết nhiều quá khổ, tức là sách gì cũng phải sưu tầm hết. Sách cổ Việt Pháp ban giao sử lược 1950, nhà Nguyễn Văn Bửu được Huế của tác giả là Phan Khoa, những học giả rất nổi tiếng. Cho nên mình nói bây giờ bạn hỏi bây giờ bao nhiêu cuộc chơi, cứ moi ra là một bộ sưu tập, moi là một sưu tập. Hiện tại mình đang giữ cái bộ sưu tập máy tính tiền siêu nhất thế giới, máy tính cộng trừ như kia bằng Manivan mình quay á. Hồi xưa có nguyên lý Bách Căn, Bách Căn là nhà toán học á, ổng dạy cái chuỗi dãy hàm đạo hàm vi tế phân, thì nó có một cái khi ai giỏi là có, thì thấy là những cái thông số kỹ thuật nó nằm trên cùng trục cực thể thì là cái gì. Vậy thì cái máy tính tiền nó cũng theo nguyên lý Bách Căn. Thằng Pháp đem qua, thụy sĩ đem qua Việt Nam một cái đây 280 năm là cũng nguyên lý Bách Căn, cộng trừ kịch nhân kịch chia bấm vào số thành, mà khi mà 8 triệu cộng 7 triệu mà nó bẻ tới bẻ luôn mà đúng trên đường thẳng theo nguyên tắc Bách Căn thì nó rớt hồng bi xuống cái con là gì. Là nó bấm ra số thành 15 triệu. Mà cái máy đó thụy sĩ có từng mua lại 68 ngàn đô. Là để chi? Là vì đó là nó kỷ niệm cái máy đầu tiên của thụy sĩ. Là một cái quốc gia kinh doanh tiền, giữ tiền và sản xuất tiền nổi tiếng nhất thế giới.
thì máy đó là máy tính tiền đó, cho nên nó có cái tính bảo thủ, nó có tính bị buôn miền. Nó muốn mua lại thì nó mua một cái máy đó để mà trưng bày tới 68,000 đô. Mình đang giữ 100 cái. Tức là hồi đó nó mua thì báo chí đang lên thì tụi nó ui tấm trên này giàu á, mình có tới 100 cái. Tức là nó mua một cái của mình á. Nó mua ở trong thị trường thế giới, có lùm nó mua một cái là 68,000 đô để nó trưng bày lên thị sĩ. Nhưng mà mình là mình sưu tầm ở Việt Nam tới một, ở Đà Lạt tới 100 cái. Cái dòng đó luôn. Nhưng mà vì mấy bạn tôi nói với bạn, tiếc là bạn làm phim, làm cái phóng sự này nó ngắn quá. Nó chỉ có đòi hỏi là nói chuyện ra vậy thôi, chứ còn thực ra nếu mình soạn ra từng bộ một quay nó có giá trị. Có một cái cơ hội nào đẹp trời á, gặp nhau và làm từng bộ, đưa những bộ ra làm. Tại vì cái phim đó nó đến là giáo dục giá trị nhân văn cho những con người thấy là trẻ như vậy nó không biết mấy tính tiền là gì hết. Mấy tiền nằm trên lầu. Chờ một tí rồi tôi